Hôm nay chúng ta đã đến với cái vụ tiếp theo, thì lần này chúng ta phải đập nhầm mặt cái con Citra gì đó này đây, để chúng ta có thể bàn về chuyện tiếp theo chúng ta sẽ sắp làm. Và sau những cái tập đầu á thì mình có mặc có đúng một bộ đồ duy nhất, thì bây giờ mình cũng đã thay được cái bộ đồ khác, tại vì tới nó tới cái tập vừa rồi là mình cũng đã quay trước đó rồi, cho nên lúc đó mình chưa có đổi đồ được, là do mình đã quay sẵn cùng lúc với thời điểm đó. Thì cái tập tiếp theo mình sẽ liên tục mình đổi đồ các bạn. Thì cái tập này chúng ta có bộ đồ của Aiden Pierce. Tại nếu các bạn nào làm cái nhiệm vụ side mission mình đã quay trước ở tập 3 thì các bạn làm xong nhiệm vụ đó, các bạn sẽ vô cái bộ tủ đồ của bạn, bạn sẽ thấy bộ đồ này đã được unlock cho bạn xài. Thì nó bao gồm cái nón, cái khẩu trang đeo ở dưới, cái mặt nạ banh, cái mặt nạ kiểu như là bandana, cái khăn để quấn lên mặt luôn mà chúng ta đột nhập vô á, với cái bộ áo này, và nhìn nó cũng khá là giống rồi đó. Ok, và chúng ta sẽ bắt đầu nhiệm vụ luôn. Shit. Shit. Hey man, what's going on? I was looking at our numbers, how many people downloaded our app, how much processing power we had available, and that's when I saw it. What? A chunk of our followers and bots came from inactive or dead invite accounts. Hey, wait, so someone used a social media site to boost our numbers? Who? And how many fucking accounts? I don't know who, but it came from inside invite, someone with admin access, I'm sure of that. As for how many? Fuck! Sorry! Sorry, I didn't check. No, it's all my fault. I didn't check. Josh, no, I didn't check. You know, maybe someone inside Invite is a fan. Yeah, or maybe we're getting set up to get fucked. Checked. We need to find out. Marcus, I'll find your wing side. I should have just Josh, checked. Josh. It's not your fault, okay? Look, we all saw the numbers. You're the only one who caught it. You did good. You did good. Huh? Ok, về lần này á là mình thuê, mình để dành mua xe, mình cũng đã mua một cái chiếc xe máy nhỏ khá là được. Nên mà và mình mua thêm một cái súng ngắm nữa. Và mình cũng đang muốn test nó đây. Nhưng mà cái này là kiểu như là nó bắn phá mà kiểu như là xuyên này nọ, kiểu mình nghĩ là vậy, tại vì cái này có vẻ như là nó bảo với mình là penetrating, tức là xuyên thủng được này nọ cái thứ, và mình nghĩ là bắn cái kiểu như là phá tường mấy cửa kính hay gì đó mà mạnh mạnh hay gì đó. Chứ mà kiểu giảm thanh. Chứ mà kiểm tra thanh, cho nên để coi tình hình nó như thế nào. Bây giờ mình sẽ gọi cái xe vô cái đã. Car demand. Nói chung mình chưa có chiếc xe hơi nào hết á. Mình nói chung là mình sẽ để dành cày cái nhẹ vào đây rồi cái chiếc xe hơi xe máy mà các mình hơi nói là mình thấy nhanh nhất trong cái game này. Phóng rất là đã. Cái điều là mình chỉ hơi tiếc là từ game này nó không có chế độ kiểu như độ xe, kiểu mình tìm hoài mà mình không thấy cái độ xe hay gì đó, cho nên mình cũng đang muốn có một cái hệ thống độ xe giống như là Need for Speed hay gì đó, tại vì cái game này cũng khá là đã và nó chỉ thiếu những cái gì đó mà kiểu như đó là được nhiều người ưa chuộng, tại vì nó không muốn làm một cái tựa game giống như là thế giới mở giống kiểu GTA 5 nên nó không làm, mình cũng không hiểu tại sao. Nhưng mà nếu mà có thì nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Ok. Và mình chỉ không thích ở chỗ là mỗi lần á mà mình vô nhiệm vụ á là cái xe mình mất tiêu. Chỉ hơi kỳ kỳ. Access the elevator to the CEO office. Chúng ta phải đi vô được cái thang máy tới cái phòng CEO, văn phòng CEO. Cái vấn đề là chúng ta phải làm sao để vô nè. Bằng kia có chìa khóa, chúng ta phải hack cái chìa khóa vô nè. Tìm đường hack vô coi. Tại nếu mà chúng ta không hack chìa khóa là không có vô cái chỗ này được. Thế mình tìm xem có cái chỗ nào nó có thể thả con drone vô được hay không. Bây giờ mà không thả drone vô là không vô được. Cái này là hack kia rồi. Các bạn cũng nhiều bạn cũng nói là mấy cái tập này các bạn nên tránh sử dụng màn hình xám nhiều. Tuy nhiên á là mình dùng màn hình xám để mình tìm hiểu mấy cái đường vô ngõ ngõ rẽ này nó kiểu. Đây là có một cái ống thông gió nhẹ.
Mình vừa mới với lại mình vừa mới đổi cái control mình mà sang màu hồng. Với lại đổi cái súng mình sang cái màu khác rồi. Ê. Nhiều lúc đó nó bấm nó khó vô quá. Vô em. Kiểu như là mình vừa bật cái màn hình xám như thế này để xem nó biết nó như thế nào để mình còn bấm. Lấy được chìa khóa nè. Này là gì đây? Cái này mình không rõ nó có cái gì nữa. Mà xong rồi đó để mình gọi cái con này ra cái này. Ok. Còn bây giờ chúng ta phải tìm cái vị trí để lên một cửa đêm rồi. Bấm L1 rồi nó không gì mở cửa gì hết. Vị trí để lên được cái văn phòng kia mình nghĩ là chắc bên khúc này. Đây đây. Quá ư là dễ dàng. Ồ. Chúng ta còn một cái à đây. Đường dẫn nó dẫn lên đây luôn. Này phải có drone hay gì đó mình phải lên lầu mới được. Drone mà drone phải drone đi với là drone mà biết bay, drone nó bay nó không có xử lý được mấy chuyện này. Để mình tìm cái cầu thang đi lên nha. Có chỗ cái đời có cái thang đi lên không ta? Xin lỗi. Chúng ta đang cần phải đi lên, đúng rồi đây cái cầu thang nè. Đó, nó thấy mình chạy đúng tỉnh luôn mà nó không nói gì hết. Cái nhiều lúc á cái màn xám nó hơi có vẻ là như là khiến như bạn nhức đầu, nhưng mà cái cách đó duy nhất để mình phát hiện là mình đang cần phải đi vào cái hướng nào và làm cái gì. Ủa nó bên đây mà, quên. À đây, nó nằm trong phòng mình luôn nè. Đó, giờ chúng ta chỉ cần unlock cái này là nó sẽ unlock cái kia thôi. Là cái cầu thang ở dưới nó sẽ mở lên cho chúng ta. Mấy cái này cái gì nhất mà các bạn cần phải làm là phải nhập được cái key, vô lấy được cái key thì được. Sorry, đi xuống cái coi. Có vẻ mình đi mình tông người hơi bị nhiều. Oh, ok chúng ta đã tìm được cái key rồi nhá. Sao mình chạy một vòng trời. Kiểu hoảng quá, loạn luôn. Ok, chúng ta đã vô. Heading up. I'm gonna get us some answers. Good luck. I'm in. Trying to figure out who boosted our numbers. Whoa. What happened? The flag clients just vanished. We lost the bots. What did you do? Nothing. This isn't me. Marcus. Is this a bad time? Sort of feels like a bad time. Bet she drinks it with ice. I don't really need to introduce myself, do I? I know who you are. That night at the beach, man, I knew you looked fucking familiar. Well, Venus must have been in retrograde or some bullshit, because I think it was fate that I was in the night that you hacked into our system. I had to meet you, and there you were, pissing on your sneakers. All brains and no aim. What's Bloom's CTO doing in the office of the CEO of Invite? And why'd you boost our numbers? This the part where you offer me a six-figure salary? No, fuck no. No. You could coat circles around most of my programmers. No, see, I can't pitch CTOS 2.0 as a state-of-the-art security system and then hire someone that's on the no-fly list. Whoa. I just came here to have a drink. But hey, if you want to have a drink and a dance, I'm in. Oh, you think it's a fucking joke? Huh? Do it. Roll a fucking punch. You got everybody eating out your fucking hands thinking the system's bulletproof?
You can't see the people you're stepping on. Guess what, Marcus? Guess what? The people want to be told who is good and who is bad. They don't care how it works, only that it does. But it doesn't fucking work. A few fucking civilian casualties is the cost you have to pay for the betterment of the world. You're fighting a war no one gives a shit about. Y'all are just swimming upstream right into the grizzly's mouth. So why'd you prop up DedSec's numbers? Because no one in Silicon Valley could throw a proper punch. That, and you're a great investment. You're so aggressive, so indignant. You frightened the rest of Silicon Valley right to my doorstep. You used us to sell CTOS 2.0 to them. It was the ultimate deterrent against hackers like you. And now, everyone needs my protection. So, here it is, Marcus. Your record is back on file. Your backdoor access is plugged. And those bots I gave you, they're gone. Oh, and there's a warrant out for your arrest. Hacking, corporate espionage, and breaking and entering. It's okay. I was done with it anyway. Chưa gì rồi mình thấy mình bị gà hàng rồi đó. Mình dính thẳng 3 sao không cần phải nói nhiều luôn. Đâu thì mình đi ra ngoài rồi vòng vòng thôi. Wow, tiên nghĩ là cầm súng không ta? Mình không muốn giết người trong tình hợp từ tình trạng như thế này, là kiểu như là cảnh sát rồi. Mà nếu mà có phải giết thì mình cũng phải giết thôi chứ sao giờ. Giờ mình chỉ nếu chạy ra khỏi chỗ này thôi, càng nhanh càng sớm càng tốt. Nó thật là mình không biết mình chạy đi đâu nữa. Mình đang chạy bừa chạy đại luôn rồi đó. Nó gọi cái xe thiết giáp tới luôn á trời. Ôi, lại đây mua cái xe đỡ cái xe coi. Có rồi không? Mấy chiếc này chắc cũng bọc giáp cái kiểu mà. Ô, nó gọi xe thiết giáp tới nữa chứ. Ây da, căng đét. Cái này giờ mình phải dựa vào giao thông thôi. Để mình chặn tụi này ra. Là nếu mình chỉ tính như hồi nãy là bây giờ là những gì mình đã làm trong cái tập đầu tiên nó cũng trở thành công cốc rồi. Tại vì lúc đó mình chủ yếu là mình đi xóa cái dữ liệu của bản thân mình. Bây giờ nó lừa thằng này và nó dụ thằng này vô đúng cái chỗ. Kiểu như là những cái gì mà nó đang tạo bây giờ giống như là tạo một cái bức màn để bắt thằng này vậy đó. Và rõ ràng là nó đã bắt được thằng này, mém bắt được thằng này thôi. Và cái cũng đúng là nó làm như thế là làm mọi người sẽ loạn lên rất là nhiều. Ồ, sẽ tìm cái đường khác chạy mà. Đó, nào vô là nổ liền. Nổ phát là ngon là cơm liền. Bật sẵn đèn giao thông luôn. Thì mình có nên trốn không ta, tại vì tụi này thông minh lắm mà. Trộm thêm là tụi nó có cả máy bay đi theo nữa, cho nên nó hơi căng chỗ đó. Với là mình cũng hơn đó là mình có cái botnet á. Hack khá là nhiều cho nên mỗi lần mà mình sử dụng á là nó xài rất là thoải mái và nó cũng hồi lại rất là nhanh. Cho nên mình cứ bật cho lắm vào. Là thằng nào dính thôi. Còn nếu không dính thì thôi, mình sẽ bật thêm nữa. Ôi chứ từ này nó đông vãi cái đắng. Né. Không né là tụi nó thấy liền. Mình giờ 4 sao tụi nó đi cái gì cũng thấy á. Ồ, tụi nó vẫn đang tưởng mà là đang đi hướng này ba. Tụi nó dí xuống dưới hướng kia rồi. Xong rồi đó, chúng ta bị hạ sao đó, được hạ sao đó. Có ngon, mission complete. Các bạn chỉ cần móc khỏi cái khoảng escaping thôi là các bạn được xong liền. Mặc dù còn sao không, nó cũng không có đi tìm bạn đâu, không sao. Để mình coi cái nhiệm vụ tiếp theo coi. Looking class.
200.000 follower gấp 10 lần những cái nhiệm vụ phụ mà mình làm luôn á. Cho nên mình thấy mấy nhiệm vụ này nó ngon ấy chứ. Tính ra nó còn gấp mấy, nơi mà nói là gấp 10 lần luôn á. Tại mình làm cái nhiệm vụ mà kiểu như nhiệm vụ khó nhất của tụi co-op á, cũng chỉ được có... Ồ, vậy đang kêu mình gặp ở đâu ta? Midasek tại Hackerspace. Thì về phóng thẳng về Hackerspace luôn cho nhanh. It's not that bad. We look like a bunch of chumps. Stop! Fucking get it! Wrench, calm the fuck down. It's not helping. Yeah, you're right. It's not helping. Marcus, you got anything to say? Well, guys, I'll be honest with you, I genuinely don't have a plan. But I got an idea, and... I don't know, just trust me on this one. Here we go! Oh, good for you, Wrench. I know things haven't been great lately. Yeah, they've sucked. But whatever shit we're in now, that's now. You helped us find our voice. We took on the Giants and had one motherfucker of a run. Never thanked you for any of it. Hey, why are you talking like it's over? Isn't it? I'm still in. I know you are, and we can convince the others that... You're not in? These are from our DedSec channels. DedSec is not worthy. DedSec is a bunch of skiddies. You told us lies and bullshit. Hashtag dead suck. Yeah, so we got some shit stirrers. Who cares what they think? Who cares what they... Jesus, Marcus. Have you been paying attention? I care what they think. I've worked my ass off for years, trying to earn us respect long before you ever showed up. This is my brand. Now it's completely fucked. So unfuck it. I don't know if I can. Well, if it makes you feel any better, at least you're not a fugitive. Damn. I wonder if there's a bounty on your head. Maybe I can salvage this. Oh, please, man, you couldn't catch me if you wanted to. Oh, you're talking to a track star, bitch. Just walk. Yeah. Yeah? I don't want to hurt anything. Yeah, me neither. Oh, và chúng ta đang đi tham quan Swelter Skelter. Chắc một cái hệ lễ hội hóa trang hay là cái gì đó ở đây nhỉ? Rồi hệ lễ một cái lễ hội quẩy với mấy đám đồ siêu nhân hổ dân kiểu, và chúng ta đang một cái tiền. Ủa, đi lại đi coi coi. Còn cái tiệc nhìn nó khá là đã ha. Nó kêu talk gì đây? This isn't a fair fight. This isn't fair. Cái này nó mặc đồ. Ê, nó có cái mặt nạ giống của thằng Wrench nữa. Có khi nào thằng Wrench không? Thì nó có cái mặt nạ giống thằng Wrench nè. Rồi còn đội mũ đó ba. Đội mũ siêu nhân mặc quần có gai. Quân si, người ta gọi là quân si gai. Ở mặt nạ bao giống thằng Wrench luôn. Wrench. Có khi là nó rồi sao? Yeah, it's a long shot. Hey, are you joining us for the competition? Yep, I'm down. Ok, và chúng ta còn 2-3 cái nữa. Battle cry in the cage, nobody can hear you. Không biết tụi này làm gì ở đây ta. Một cái lễ hội ha. Hay là cái chiêu mộ những thanh niên mới. Josh, who's your friend? Oh, this is Susan. À thì đúng rồi, thằng nãy là như thằng Range đúng rồi đó. Tại vì thằng này Josh nè, rồi Range đúng thằng kia nữa. Chắc đồng đội mình đây không biết đâu. Là cái đang chúng ta mở một cái hội hội những người theo dõi DedSec. Chúng ta là những người ủng hộ DedSec. We're not playing a game. I was just explaining to Susan how it. Ok. Và chúng ta còn khá là nhiều cái để coi. Điển hình là
Cái chỗ này là đây sẽ còn ai nữa. Team mình còn nhiều người lắm mà. Citadra nè, nói chuyện cái nhẹ coi. Leaving your mark? Always. But not dead sex. Citadra. Come on. Nhỏ này nó đang cố tình vẽ nó lên để cho mọi người biết là nó đang thể hiện và đánh dấu thương hiệu của nó. Hello, hello, dưới đây, dưới đây ra. Và chúng ta đang gặp thanh niên da đen cuối cùng. But they need a proper track list. This shit barely has a pulse. DJ ratio. Just. Ồ, DJ ratio. Back when I used to do sets. What else? Hey, thanh niên này đang cũng trang điểm nè, thanh niên da đen trong team của mình nè. Trang điểm và đánh mặt trắng bóc luôn. We're gonna come back stronger. You're come back so stronger. I know, but I'm always right. Wait, wait, wait. Here we go. Ah, yeah, that's much better. Locked their DJ out of his tools too. The savior of the party. Hey, once you done giving these guys a hard time, meet me in the middle. Dead sex center in the competition. I'll be there. Hey, cái ông đó, ông nét kẹt hay sao ta? Look at his butt. Nó ăn còn ai đứa ăn kẹo bông nữa chứ? Hay thật. That's us. Giờ chúng ta sẽ tới đây chụp hình team cái này. Alright, people, gather up. We need a group shot. Hey, try to look pretty for the camera, huh? Always. Okay, looks like the challenge is starting. Josh, get on the numbers and feed it answers. Wrench, you got the Jabberwock. Get it wired up and ready. Ratio, I need you to run interference on arrivals. Slow them down. Satara and I are gonna hack this thing. Let's get it. Dead set. Let's go, guys. Drones activate. Chúng ta còn con drone đây. Almost there. Hacker challenge gì đây? Time left. Don't mess with Satara. Ủa, mà chỉ có mấy thằng nó làm còn lẹ hơn cho mình biết nữa. Chúng ta cần phải con cái ngay đây và làm sao để cho nó ra tới đây được nè. Mở phải đổ được cái này. Thanks. Nhiều lúc nó cứ bấm nhầm hoài luôn. Mà giờ cái này nó không có mở ra tới đây làm sao mà mình mở ra ta. Nó dẫn ra tới đây coi. Ok được rồi nè, đó. Có lẽ chúng ta sẽ không cần cái này nữa, chúng ta sẽ chuyển qua đây. Chúng ta cần thêm một cái bên này nữa. Chuyển cho anh một cái thôi. Nó bị reboot lại thôi. Vô lại nè. Đó, cái này phải hack nhanh vô. Mở cái này ra. Unlock cái nhẹ cái này coi. Chúng ta phải có cái này nữa. Bên đây. Hacker challenge. Ê, 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 bấm nhầm quá ta. Mở cái này luôn. Kéo này xuống dưới đây. Chúng ta còn phải có một cái này nữa. Tại nếu mà chúng ta bỏ cái đường ở trên rồi á thì xuống cái đường dưới này thôi. Ok, mở nè. Ok, được một đường một cái nè. Được chưa ta? Được một cái nè. Còn một cái nữa. Không biết thằng nào. Guys, back up, guys. The cache on fire. Back up. But how do you know? Because it has the cache on fire. It cannot catch on fire. Told ya. That is dope as fuck. The Jabberwock with eyes of flame. Who are you? I'm Josh. Satara. I'm Horatio. How's it going? What's good? I'm Marcus. Who are you? I'm Ray. I should have put more juice in. It's Hey, you kids want to feed your heads? 2 ounces of sacrosanct mindfuck.
Ma'am. People, I am going offline now. See you on the other side. Oh, Horatio, you good, man? The word good has lost all meaning, my friend. Mm. Okay, you good? Mm. Did I forget to mention that these boomers had a little acid bath? Josh? It's okay. They're using hallucinogens in clinical trials for Aspies. Aspies. Josh is feeling it. Okay, let's go find something for you to stare at. Huh? Okay. Okay. You're not Ray. You're Ray Raymond Kenny Ray. I still got your old hacker zines, man. I remember reading War Driver and gearing up my 10-speed, backpack with an antenna. Shit, I even used your old root kit, man. Fuckstick? Yeah, hell yeah. Well, I assumed you were all just skiddy pests. Correct me if I'm wrong, but your crew seems to have a lot of unfocused noise. You the leader? The fine world. No, man, it doesn't work like that. DedSec's got a rule. No personal armies. No leaders. Yeah. Well, FYI, I saw you leading out there. Oh, man, this is everything we're fighting against. The system back home is completely fucked. And any kid out there on the sand is gonna say the exact same fucking thing. Easy words, bro. Easy words. All right. A few years ago, this broken-ass system marked me as a criminal risk. Linked me to some shit I didn't even do because it was probable. And now, with CTOS, it's everywhere. I mean, I can see it down to the subliminal shit. You just multiply. Yeah, we have a tendency to do that. What you call subliminal is a bellwether, Marcus. You got a sharp eye, kid. But subliminal is passive. Bellwether program is control. It's like a Orwell Huxley double punch. Profiling. Media manipulation. Corporate collusion. Consumerism. All driven by predictive algorithms. And now, it's setting up shop in the heart of the Silicon Valley. Somebody at Bloom's using CTOS to feed it data. You're recruiting. I'm aching. Aching to give Bloom a Swiss steel kick in the peanut sack. Now I can help you kids up your game. Help mislay the real Jabberwock. Walk with me, Marcus. Wake the fuck up. Let's go. Man. I just spent the night in a pup tent next to a lady who was very nude and very tattooed. Oh, good for you, girl. No, you don't get it, man. She was a Sons of Ragnarok bride. Ooh. I guess we gotta go, man. We gotta fucking vamoose now. Come on. Fucking Sons are coming. Oh, God. Wow. So you said you guys fucked up. How bad is it? Yeah, we all at risk now because my name's got a red flag on it. Yeah, people are gonna start making the connections. Yeah, where the fuck is everyone? Is that all? It's enough. We're talking about Bloom here. Hey, and you're talking to Bloom's public enemy number one, son? Yeah, I've been dodging those bastards for years. If you want, I could scrub you from the system. Give me a couple of hours. Just like that? Well, I might have to sacrifice a goat as part of my arcane ritual, but yeah, just like that. There you are. We've been looking for you all morning. Turns out Swelter Skelter doesn't have a lost and found.
Nah, it's more of a finder's keeper's policy out there in the desert. What in the hell is he doing here? Yeah, Marcus, why did you invite this stranger into our house? Look, it just happened, all right? We were running from these bikers, right? Yeah. And look, you know what? It doesn't even matter. He's cool. Oh, he's cool. Well, that's good. Because we usually discuss these things as a group. I know. It's my bad. But you met Ray already, right? I want to introduce you to Raymond Kenny. That's Raymond Kenny? I thought you'd be cleaner. Yeah, I get that a lot. Can I have a hug? I have a 2-second... I get this a lot, too. Can we keep him like a hacker in residence? Yeah, we could use his help. He can stay here, right? He should stay here. Okay, fine. But if he fucks with any of us, I'm gonna pop his nuts like ripe grapes. Message received. Nice hat. Nice mask. Okay, we're good. You want a beer? Yeah. I would love a beer. Or two. Oh, thank you. Grab the man some hardware, too. He's gonna teach us some magic. Hey, yo, T-Bone. I'm ready, man. I'm pumped. No, seriously. Hacktivist mode. Activate. Hey, man, how do we get Bloom? What? Hold on to your joystick, son. You kids are gonna need to work your way up to Bloom, even with me help. Bray, are you briefing him without me? We were supposed to do that together. No, I just didn't want to trouble you. What trouble? No trouble. Come on, Marcus. Let's brief. Okay. So, let's... Let's look at the big shot data harvester, our friends at Noodle. Now, every time you search for discount refrigerator or bulldozer porn, they learn more and more about you. Data profiling 101? Right. But what you didn't know was that Bloom's already got their grubby paws all over that data. Oh, shit. Oh, this is good, Satara? Noodle's data is just what Bloom needs to strengthen the bellwether. Dig their puppet strings in deeper. You know, if we could get a hold of this ammunition, we could take down a whole lot of different targets. I can help with that. You can't hack Noodle unless you get into the server farm. You can't get into the server farm without clearance. Hell, you can't even get on the grounds unless you're an employee there. Who the hell you think Rob Zombie over here gets his intel from? Tell me you got clearance. No, man, I'm trying to stay low-key right now. One of my leads is breathing down my neck. I bet you Marcus can pose as an employee. Oh, he could do more than pose as an employee, Satara. Tell him what you told me, Horatio. Noodle buses. I snagged an exploit for credentials. I could get you to the buses. All you gotta do is drive it in. They'll think you're one of the bus drivers. Shit. Yo, let's roll, son. All right. Hey. Let's do this. Hey. Ooh, quá đã. Chúng ta đã chính thức làm việc với T-Bone lần này. Thế coi. Gặp ở ngay cái chỗ bán đồ à. Lim Nui nè, Lim Noodle, lúc đầu mình nhìn thử vô Lim Noodle. Mình coi lại cái khúc đầu coi. Một hai. Ok, để đi làm cái đã. Ờ, sẽ gặp phải chỗ bán đồ để mình coi khu nào đây. Fast travel qua được mà. Ồ, nhanh vãi, công nhận nó, nếu mà chỗ nào gần á thì các bạn fast travel qua rất là lẹ. All right. You ready? Let's roll. Take the noodle bus with Horatio. Ok. Chúng ta có con xe ở đây là mình hát cái thằng này coi. Có tiền nè. Hát là để được tiền nào. Cũng khá là xa, chắc đây cũng 500 mét cũng đi được, nói chung không đến nỗi nào.
Oh, whoa, 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 sorry, sorry, sorry. Nó không lên xe được hả? Đó, nhưng mà mình không thích cái game ở chỗ là xe, xe máy thì chỉ để chở đúng được một người thôi. Thế mới đâu. Kiếm xe nào ngon ngon đi rồi. Này đi. Xe này nó chở hai người bọn, nó nhìn nó rất là cool ngầu luôn á chứ. Tiếc là bây giờ mình không có lấy xe hơi mà xe hơi kiểu đẹp được này nọ, nên có xe gì đi đỡ xe nấy rồi. Wow 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 wow. Dừng chơi, dừng chơi. Driver leaves it there every day to get his coffee. Rốt cuộc là bắt ai vậy? Alright man, let me just say right up the top. Hết cái hồn mình tụi nó bắt nói, nó dòng vô vô quốc bằng đảng rồi. Nó còn hiện lên cái ngôi sao bên mình là đang có vấn đề gì nữa mà. Cảnh sát vô với lại bài nào up skill mà ngon lên á. Nó còn có skill gọi điện cho cảnh sát tới bắt mấy thằng đó nữa, cũng khá là hay. Còn là bạn gọi cho bằng đảng nó tới nó quánh cho bạn, khá là bựa. Nhưng mà mình thì mình up tại mấy skill mà dùng drone nó kiểu rồi này nọ không à. Cho nên cũng chưa up cái đó, với lại mình hiện tại tới bây giờ là mình up full botnet luôn rồi. Bạn nào thấy ở dưới bạn sẽ thấy rõ là mình up full cái botnet luôn. Để có gì còn xài, xài thoải mái luôn. Còn nếu không nó có thiếu, thiếu vài ba cục rồi thì nào. Cái là không hả? Không thì vô luôn. Vô luôn sợ cái gì? Noodle bird. Okay, now where's the GPS? Hey, sit down. I got me. Come on. All right, just. All right. GPS. I know where the GPS is. Up. Got it. There you go. Okay. Ồ, ngon lành liền. Phá đảo thế giảo liền. Đó, phải vậy chứ. Giờ chúng phải chạy tới Noodle Campus, vô tới trường trường Noodle. Ô vậy, campus nếu mà mình hiểu nghe người ta xe cảnh sát nha mấy bộ. Đụng một cái là nó tông. Nó gọi nguyên cái bộ binh của nó tới, nó quất mình luôn. Campus nếu mà dịch như thế này cũng không hẳn là một cái khu vực để trường học, mà là gọi là kiểu như là khu vực để một khu để ở, mà kiểu nhà ký túc xá mình nghĩ là vậy, kiểu đó không vậy. Hi, how you doing? Hi, good morning. Good morning. Good morning. Good hey, morning. How you doing? Good, Gary. Hey there. Hey. Má nhìn con nhỏ đầu tiên vô má, badass. Badass is so badass. Nhưng mà tự nhiên tới con nhỏ châu Á vô thứ hai mình thấy quế rồi. Mày lên xe buýt lại làm cái gì vậy? Con kia má nhìn nó hủy. Má làm á xúc phạm tài xế và cờ lờ luôn quá à. Má nhìn con đầu mà kêu ồ còn thêm nó còn thêm quay cảnh ngay cái mông nữa chứ. Đúng đó, đúng hợp, đúng được luôn. Ai ngờ má cái gì mà tự nhiên thêm sau cái nhỏ châu Á thứ hai vô mình má mất hứng vô cờ lờ. Má nhìn con nhỏ thấy chán đời ghê ha. Má 1400 mấy mét rồi cũng hơi bị xa. Nè, qua bển là sống như thế này đây. San Francisco. Hình như nếu mà gom nhầm lại từ nếu mà mình đi qua nước ngoài á là cái chỗ mình ở nó có không phải là ý mình ấn nó, ý mình nói đó là cái chỗ mình ở á hình như là nó cách cái chỗ này cũng khoảng mấy tiếng đi xe. Với lại còn một bạn nữa. Thanks, friend. Trong phần comment thấy rất là hay là John, mình cũng không gọi là John nữa, nhưng mình thấy cái cách comment của bạn này thì không có gì phải nói rồi. Rất là vô duyên, mình phải nói là vô duyên. Không phải nói những mấy bạn mà coi, tại vì nếu bạn nào đã coi những cái clip tập trước của mình á thì các bạn sẽ rõ là thanh niên này nói chuyện rất là vô duyên và cuối hầu như là clip nào cũng có mặt và chỉ để phá này nọ kiểu. Và mình cũng chỉ muốn nói thẳng với bạn á là bạn vô duyên vừa thôi. Nếu mà hắn là em á, tại vì hình như nhỏ hơn á, thì vô duyên bất hùng giùm cái. Với lại á là chả có ai thấy buồn cười đâu. Với lại việc anh có đi Mỹ không, đi Mỹ không, về việc YouTube nữa còn hay không là cái đó sẽ tính tiếp và mình sẽ thông báo với các bạn. Và vấn đề mình sẽ vẫn giữ vững nếu các bạn có thực sự ủng hộ thì các bạn thôi. Hey, hey there. Thì ai biết được sau này mà mình đi qua kia mình có làm tiếp hay không, mình tới đó mình tính chứ.
giờ sao cứ ngồi nói chứ là chắc chắn này nọ, chứ 100% là nghỉ này nọ. Nói phán như đúng chuẩn thì chưa chắc là mình sẽ biết mình làm hay không. Nói nhiều đứa nói thì giống như nó giống như là nông cạn vậy. Nhưng mà thà như bình thường mình không nói làm cái gì, nhưng mà phải nói là giống như cái gì hợp với bạn chả là gì mà bạn có thể phán xét người ta như thế, mà bạn nói những cái kiểu như vậy thì là làm phiền khá là nhiều. Và mình thấy là tốt hơn hết là nếu bạn không thích thì bạn có thể xem clip khác về này nọ kiểu như vậy, chứ đừng có nói kiểu tào lao gì, nó phiền lòng người ta. Ok, và bạn thì mình cũng không có hứng quan tâm cho lắm gì, mình tiện mình nói ra thôi, vì công việc mình đi nước ngoài không là chuyện của mình. Và thì mình sẽ cố gắng mình quay, nếu bạn nào các bạn vẫn ủng hộ mà vẫn theo dõi thì con ủng hộ thì con quay. Còn bạn thì của bạn chuyện nói cái gì đúng rồi, biết cái con mẹ đâu. Yo, Horatio, man, I'm scared, bro. What is it? Don't nobody look like us. Oh, man, welcome to Silicon Valley. Hey, what do you call a black man surrounded by thousands of white people? What? Mr. President? Hey, man, they see two of us together, they gonna think we plotting. We are plotting. Understood. Đồ, giờ bây giờ chúng ta phải sợ luôn, tại vì chúng ta là nigger. Follow Horatio, lẹm, ông nội. Ông nội lại được cái nguyên cái set đầu mì tôm đó, là lạnh lùng bước vào hiên ngang. Nhưng mà theo mình thấy bây giờ nó cũng bình đẳng về chủng tộc rồi, cho nên không việc gì phải sợ, đâu có gì đâu. Và nếu bạn nào nghe nói về Donald Trump lên thì mình thấy thì cũng vậy thôi, cho nên cũng không có việc gì phải xoắn vì cái Donald Trump lên là chúng ta có cái gì ghê gớm hay không. Nói cho vui vậy thôi, chứ ổng thì mình thấy cũng được, nhưng cũng không hẳn là hoàn toàn. Mình nghĩ là bên nước Mỹ nó còn có nhiều cái để phán xét về cái việc mà nước ai chọn ai làm tổng thống, và chúng ta không có thể là nhìn nhận theo một phía được. Ví dụ Hillary, chúng ta muốn có một cái góc nhìn khác về cái bà này. Và No, I'm fine. Oh, please, help yourself to a pomegranate. They're to die for. You're so great. Thank you so much. Okay, neato. Carlin. Brody. Big day today, huh? I'm excited. How about you? You know, you could just tell us what you've been up to. Where you've been looking, who you've been talking to. Trying to get a coffee. Oh, shit. What was that? Just trying to get a coffee. Yeah, all right. I'm sure you'll be more forthcoming with HR. Enjoy that coffee. Watch it! Are you new here? Yeah. Punk would love to lay his ass out. I can't stand that mother... Hey, Becky. Gentlemen. He's been watching my ass since the day I got here. Now he's saying I should be more forthcoming with HR? You think he's got something on you? Damn it. Do you have any idea how much jail time I'd be looking at? If I can get into the server farms, I can delete all that shit, all right? We got your back. You're not going in jail. I'll be in touch. All right? All right. All right. Pomegranate. Hát được. À đây đây đây, để mình install cái con này vô đây. Kiếm cho đằng ngồi cái đây. Tại có thằng bảo vệ đi tới đi lui hoài luôn. Woohoo. Để hát cái thằng này đó. Đi đi em, đi đi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đi đi. Mình tính hát cho nó gọi điện thoại nhưng mà thôi kệ đi, không chắc nó không thấy đâu. Nó đi lên lầu lại rồi. Mình ngồi đó chắc không sao. Đây đây đây, đúng rồi đúng rồi. Hát đây cái nhẹ coi. Đó, ngầu liền. Lấy dữ liệu ra liền. Đó. Xong. Install the back door.
Shutdown thì mình chưa có skill shutdown của thằng này. Chúng ta phải một phải vô bắn hay là này nọ. Đó, một cái gì đây cái gì vậy? Cái này mình không cần thiết lắm. Access Noodle Server Farm chúng ta hack được đó. Nhưng mà cho bộ này chứ phải chạy qua bên kia cái đó. Trên đây chúng ta phải lên trên đây lấy cái access key nữa. Chưa hết nha, còn chúng ta mở cửa vô thì chúng ta lấy cái access key thôi. Hát thôi. Đừng mở cửa ngay cái này á, để cho con troll thì nó vô. Ờ quên quên quên, để bấm cái đã. Oh, dân chơi. Vãi thiệt. Sorry dân chơi. Mình không thể đuổi mấy dân chơi được. Hồi mấy dân chơi bắn bỏ bây giờ. Dân chơi này canh cửa bà rồi. Làm sao đi. Oh. Này nó không thấy ba. Ngồi điện thoại đi ba. Đúng rồi. Hát cho tiền lấy cái tiền nhẹ coi. Đó, phải hát cái máy này nè. Rồi. Má nó giấu cái laptop đúng kỹ luôn á ba. Đó, chúng ta đã lấy được cái chìa khóa rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần chạy qua bên thôi. Ok, xong, thế là xong. Access Noodle Farm. Nó đặt tuốt bên kia, đi tìm hoặc không thấy. Cho nên bây giờ cũng đã thấy được cái đường vô và chúng ta biết cái chỗ nào và chúng ta đã có cái chìa khóa nữa. Thì nó thiết kế cái chỗ này cũng hay chứ. Liên qua liên lại mà buộc các bạn phải đi tìm hiểu này nọ, bạn mới biết đường vô nó nằm ở đâu và nó đi như thế nào. Còn không là bí đường, bí hiểm luôn. Không biết đường vô và không biết như thế nào luôn. Đó. Giờ làm sao vô đi trời. Mình thả troll vô cái nhẹ coi. Tìm đường lên, mình nghĩ là nằm tuốt bên trên này, cái cầu thang bên trên kia nó sẽ dẫn tới đâu á. Woohoo, chỉ sợ mấy thằng này nó thấy rồi giống gì á. Cho nên chúng ta sẽ lẻn đi từ từ qua sau lưng nó. Nhân tình gọi điện đi ba, đó. Đi ngang qua sau đấy luôn. Oh, đây có nó cái một cái đường vô. Nghĩa là nó qua cái khúc bên cái cửa này mà chúng ta có một cái. Mình hát ngay đây cho nó chú ý cái này. Mình không muốn giết nó đâu. Cho nên cứ bình tĩnh mà đi. Cái này đáng lẽ mình phải upgrade thêm cái. Mình có 2 điểm nè. Upgrade thêm cái điểm tốc độ nó cho cái con này đi nhanh hơn. Nhưng mà này nó nằm tuốt dây luôn. Speed boost, thôi kệ đi. 6 điểm rồi. Với lại mình cũng cần phải đủ điểm này nọ. Vậy bây giờ mình còn dư có 2 điểm thôi. Cho nên cứ từ từ bình tĩnh. Thì làm xong cái này follower tăng nhiều thì chúng ta mới có đủ. Thôi mình đi dùng mấy cái ống thông gió như thế này cho nó đỡ tiện. Nó không phát hiện ra mình. Cái cửa kia nó bị đóng rồi đó. Mình nghĩ là nếu mình đi lên là phải lên cái cửa đó đó. Nó dẫn qua tới bên kia luôn, mình đi không gió rồi đó. Tại vì mình thấy cái đường nó dẫn qua tới kia rồi đó. Có con robot như này nữa ta, nó thấy rồi ta. Có một thằng ngay kia nè. Như một con robot ngay đây. Nó sẽ hay đi vòng vòng, mình nghĩ là vậy. Thằng kia không biết nó có đi ra không ta. Đúng rồi, đường dẫn nó dẫn tới đây nè. Ồ, căng đét nha. Mình hình như mình có cái shut. Cái hát shutdown với cái con này nè. Shutdown liền. Thằng kia đã để ý ba. Đợi thằng đi ra cái là mình sẽ gọi điện cho thằng này. Trả lời tin nhắn đi ba. Trong lúc đó mình sẽ lấy cục của thằng này ra. Đó, lấy liền. Nhanh. Nhanh, đúng rồi, hay quá mấy đứa ơi.
cái cục kia bây giờ mình nghĩ nó chắc sẽ hoạt động trở lại thôi. Nhưng mà trong khoảng thời gian đó thì mình cũng đã xong rồi, mình chỉ cần đi lẻn ra lại là đây lại là xong. Quá đã. Rất là stealth luôn. Uhu, mở cửa được rồi. Chỉ sợ cái khu vực mình đang ngồi nó cách xa quá. Chúng ta hát được không ta? Đột nhập lên là tới bên đây rồi á. Và cái chỗ này chúng ta sẽ không khó bị phát hiện ở đây. Tại vì chúng ta vô đây thì nó cũng đã lẩn tránh đi cái chỗ khác hết trơn rồi. Giờ chúng ta chỉ cần gọi cái thằng máy xuống tại mình. Mấy thằng kia là dưới mình ngoài việc mình cho nó ngủ, mình còn giết nó luôn rồi. Mình cầm xuống mình bắn cho nó vài phát cho nó gục luôn rồi, chết luôn rồi. Cho nên chắc là sẽ không xuống đây được. Cái này nó mới đưa mình xuống cái server nằm tuốt ở dưới này. Khá là xa xôi. Mình đi tìm cũng khá là mệt. Đó. Sitar, it's a dead end. Access Noodle Farm. Ngay chỗ này mình nghĩ chắc nó không có còn làm cái gì ngoài khác cái việc này nữa rồi. Keystrokes on your computer is evidence enough to put you away. I want to hear you say it. You have no idea how happy it'll make me to hear you say you fucked up. Look, man, I don't want to be the bad guy. No. God, that's annoying. Don't touch it. All right, just leave it. All right. It'll turn off on its own. All right. Maybe. You don't know a damn thing about me, man. What? Did you want to confess? Confess? What? Let's talk when you're ready to confess. This crap anyways. Come on, Yasmin, where are you? Sit, this place is a freaking circus. Side team morons better do something. Yeah. Down outside Yasmin's office. You hear this? You wired everything in the building to the same network down to the freaking toys. You think you can stop it all from going haywire? Yeah. Okay, and here's a hot tip. Don't apologize. Just get it right in the first place. Yeah. You think? I know. Uh-huh. Really? Yeah. You think? I know. Uh-huh. Yeah. Oh, Yasmin, hi. Horatio Carlin, these are very serious accusations that you've been making. I had to prepare a secure room.
Well, the evidence speaks for itself. Mr. Carlin, I'm going to ask you to follow me. Ngon lành liền. Vậy tôi phải đi ra khỏi chỗ này nè. Nè, mình không biết đường này dẫn ra đâu nha. Giờ sau đây là chắc là tùy cơ ứng biến thôi, chứ mình cũng không rõ là dẫn đi đâu. You're the man, Horatio. Hang in there. Đù, nguyên một hệ thống server luôn. Quá ảo, quá dữ. Nhìn đẹp vãi đái luôn. Đẹp vãi, chụp lại cái nhẹ đó. Làm sao đây? Locate the central server. Shit, man. Wired up pretty tight here. Holy fucking shit. Má, hát não nhau vậy bộ. Trời má, cái locate central server đây nè. Má, chơi nhau thì chứ. Các bạn thông cảm nha, giờ mà mình không chỉnh cái này là bó tay. Không bật cái này lên thì nhìn nó khó nhìn lắm. Có cái này nó được cái màu á, màu sắc thì chúng ta mới biết là như thế nào chúng ta bấm được. Vô được một cổng nè. Cổng mở nè. Ủa, chỉ cần một cái đã mở hả? Hay là nhiều cái thôi. Central server. Chúng ta phải xác định được cái bộ server trung ương nó nằm ở đâu. Nhưng mà làm sao chúng ta biết nó nằm ở đâu mà tìm trời. Khu dưới này nó không có lính gác canh hay sao ta? Server trung ương hả? Chứ có một bộ server đây để coi. Nó phải server trung ương không? Mình nghĩ là không. Shit, wrong one. Wrong one. Oh shit, man. Chúng ta có thể là tốn rất là nhiều thời gian đó để mình đi tìm mấy cái server ở giữa thôi. Woohoo. Có nhiều cái là các bạn buộc phải chỉnh này nọ thì các bạn mới biết nó nằm ở đâu được. Thử cái số mấy rồi. Số 8 coi xem có phải server trung ương không. Sao tụi nó giấu kỹ vãi đái luôn á ba. Giấu đúng kỹ luôn. Ủa, ngay chỗ này không có gì hết. Sao nó kỳ kỳ ta. Ngay chỗ này nó không có cái chạm này nó không có ta. Mình nghĩ là ngay khúc cuối á. Nghĩ thôi, mình chỉ nghĩ thôi chứ không biết có phải vậy không nữa. Ủa mấy cái cửa nó mở cửa nó mà mình cũng bị mất máu rồi sao. Thốn vậy. Đó. Đó. Đúng rồi, đúng rồi. Mở nè. Nó mở lần ba cái cửa luôn à. Mình nghĩ chắc là cái này mà nghĩ thôi chứ cũng không hẳn biết. Thì chúng ta phải phân tích cái dữ liệu thì chúng ta mới biết nó phải là not this one. Không phải cái đó luôn hả? Ui, còn cái này sao? Ok, phân tích dữ liệu luôn đi em. Trong lúc đợi kia thông báo thì mình sẽ đi tìm như thế nào ra thôi. Không phải luôn, nãy nó không phải luôn rồi. Là một trong những cái máy này thì nó lâu đi tản ra để mình biết nó còn là cái nào, thì lúc mà tản ra thì nó lại không chính xác. Một lần nó nếu mà nó nào mở là mở một lần ba cái luôn á, ba cái cánh cổng. Vô em đây còn giải quyết nữa. Còn cái bên đây không biết phải không ta. Đúng rồi, nó đó, đúng rồi. Planet backdoor on central server. Đây. Nó mình có địa điểm xung quanh mình, cái giờ mình mới biết là nó nằm ở giữa. Không nhận nó giấu cái dữ liệu trung tâm nó ngay giữa chỗ này khá là khó khăn đó. Noodle quack SE. Downloading noodle raw file. That's it.
Noodles Neutralizing transfer. I'm out of here, but Horatio's still in the spot. Can one of y'all help? Bây giờ là dữ liệu của tụi này là dữ liệu của mình đây. Giống như một cái sơ sở dữ liệu mà chúng ta có thể bám được trong đó và chúng ta lấy được mọi thông tin của nó. Rồi mình biết một cái ký trụ sở campus gì mà nó chứa một cái hệ thống dữ liệu như này khá là bự. Và những gì chúng ta thấy ngoài là chúng ta không thấy được những gì dưới tầng hầm như thế này. I'm sorry you chose not to cooperate with us. I would highly suggest you seek legal counsel. Yes. You tracked the keystrokes? I see. Thank you. Mr. Carlin, I am so sorry. Apparently, we've made a huge mistake. What a surprise. My apologies. You are free to go. I'm just glad you finally got it right. Whoa, this is a mistake. I mean, Mr. Goodale, take a seat. I don't think sit that... down. Được. Hát quá trời hát luôn. Cũng nhờ cái hát mà chúng ta có thể làm được nhiều chuyện mà sửa được cả số phận bản thân luôn mà. Má phải vậy chứ. Chúng ta cứu bạn mình khỏi cái rắc rối to đó. Bị thằng quần kia chơi. Chơi một bố rất là đau luôn á. Cái gì đây? Cái gì kỳ kỳ sao á. Nice, thanks. Cái này giao đi lên nữa. Trượt hầm xuống luôn bấy. Đồ đã ta. You swapped out Horatio's keystrokes with Goodale's? Nobody gives our Horatio a hard time and gets away with it. Khác hơn rất là bựa. I'll take that as a compliment. Đó, phải đi ra chỗ này nuôi đồ. Trăng đét. Giờ đâu nữa trời. À đây. Có cái chỗ ra như chỗ này. Ô tiện ghê á, ra thẳng bên ngoài luôn. Đỡ thiệt, đỡ phải vô trong. Mình rất ghét phải vô trong nữa. Tại vì nãy giờ mình làm đủ thứ chuyện bên trong và mệt lắm rồi. Từ cái việc mà kiểm tra, kiểm soát rồi tìm này nọ. Cũng một đống thứ để làm. Mà nãy giờ thì chúng ta mới xong, bây giờ mới xong mới chạy vô ngược lại đây. Chúng ta vừa mới giúp bạn bè thế này. Ok, giờ đã đứng đợi mình tút bên kia luôn. Sorry bạn, thì nãy giờ mình rất là tốn nhiều thời gian để xử lý được xong cái đống này. Yo, how's the transfer going? It's gold, Marcus, gold. Bloom's definitely tapped into Noodle's pipeline. They've even given Noodle limited access to their content. I'm all for singing Kumbaya, but this shit's got Dushan written all over it. For Bloom and Noodle to be cooperating like this, it's a major find. But it scares the fuck out of me. Oh, come on, guys. Noodle ain't that bad. Celebration! Hey, enjoy the dump, but save a beer for me, all right, Wrench? Right now, I've got some code to... code. Hey, thanks, man. Appreciate everything you did for me. For sure. But right now, can you get the hell out of here? You're making people nervous. Oh, hey, did you try pomegranate? It was good, right? You look like someone with a lot of valuable information. Now, tell me everything you know about DedSec. Cái thằng mập nó khai hết luôn mày. Cắn. Nó biết cái gì về DedSec là nó sẽ nói hay sao ta. Nói chung là giờ chúng ta xong nhiệm vụ rồi. Và có lẽ mình tập này mình sẽ tạm dừng ngay tại đây. Và hẹn với các bạn vào cái tập tiếp theo. Là tập 6.
Chúng ta có 8 điểm reset point nè. Informer chúng ta đã unlock được cái show fee luôn. Để mình reset cái nhẹ đây. Này mình unlock support luôn rồi. Mình lại thích mình dùng cái combat skill hơn. Cái này là đồ để mình chọn, nhưng mà nữa coi mình đợi không, mình phải đi tìm cái đó nên mình phải cày bên ngoài nữa, mình đi kiếm một cái key data nữa. Cái này mọi người bạn muốn upgrade những cái này bạn phải đi tìm một cái key data, cái này mình phải đi tìm. Một số cái này mình tìm dễ thôi. Nó hiện đầy trên map ra, nó có hiện cho em bấm nó còn hiện show on map nữa mà. Erosion height of the chamber. Tăng độ xa nhẹ nhảy cao của con này. Tăng tốc độ đây. Thì cái mình nghĩ là mình sẽ nâng cái này và mình tạm thời là còn đấy, coi cái này thôi. Equip the chamber and quadcopter to drop IED in the zappers. Đủ ghê bấy. Nó drop được cái bom nổ luôn nè. Ok, và chúng ta còn mấy cái combat skill nữa. Từ từ mình sẽ nâng cấp từ từ luôn. Ok, và hẹn các bạn trong tập sau nhé. Và đừng quên các bạn hãy cho mình một cái like cực bự nếu các bạn đã thích cái tập này của mình và series này của mình. Và mình sẽ cố gắng mỗi ngày làm một những tập rất là dài để cho bạn coi rất là thoải mái này nọ cái kiểu. Và bạn thích nội dung này nọ hơn. Ô, sao cho nhiều điểm dưới vậy.